Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba ngày 21 tháng 5 năm 2024 được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới vẫn trong xuống giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,33%, đứng quanh vùng giá 2.418 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ, giao dịch ở mức 104,5 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin vẫn trong xuống tăng, đứng ở mức 70.900 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xuống giảm, giao dịch ở mức 4,431% trên một năm. Còn đối thị trường năng lượng, giá dầu thô trong số giảm mạnh, giao dịch ở mức 78,73 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Lo ngại rủi ro tăng cao khi mà Tổng thống Iran, Ngoại trưởng nước này và những người khác thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng thứ hai. Vụ tai nạn này xảy ra ở một vùng núi đầy sương mù của đất nước phía Tây Bắc. Trong khi đó, tàu chở dầu của Trung Quốc bị tên lửa Hao Thai tấn công ở Biển Đỏ, cho thấy căng thẳng địa chính trị đang gia tăng. Nhìn về phía trước, các nhà phân tích kỳ vọng giá kim loại quý sẽ tăng cao hơn. Nhưng họ khuyến nghị nhà đầu tư tránh mua đuổi trên thị trường ở mức giá hiện tại. Theo Oleason, giám đốc chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saso cho biết, mặc dù vàng có vẻ hơi quá mua nhưng nó vẫn là mua khi mà giá giảm. Chúng tôi tin rằng cần phải kiên nhẫn, đặc biệt là khi mà xem xét rằng các nhà đầu tư có thể cần đợi thêm thời gian để điều chỉnh và thích ứng với mức giá cao hiện tại. Điều này bao gồm các ngân hàng trung ương, những người mua lớn kể từ năm 2022, và liệu động lực chính của họ để mua vàng thỏi có làm họ sẵn sàng trả mức giá kỷ lục hay không, theo vị chuyên gia này nói. Còn theo Tim Hayek, nhà phân tích thị trường tại fxmri.com cho biết, với các chỉ số kinh tế hiện tại và dự đoán về các tín hiệu ôn hòa hơn nữa từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, giá vàng có thể sẽ tiếp tục tăng giá trong ngắn hạn. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC đồng loạt giảm từ 200 cho đến 500 nghìn đồng trên một lượng. Trước nhu cầu tăng cao, nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc đã hạn chế số lượng mua. Trong lúc giá vàng giảm, nhiều người dân cũng đã đổ xô tới các cửa hàng để mua bán vàng. Đối tượng khách hàng chọn mua vàng cũng khá phong phú. Từ những người buôn bán kinh doanh cho đến các chị em nội trợ, nhân viên văn phòng và công chức, đa phần khách đến mua nhiều hơn lượng khách tới bán. Nhiều người có xuống chọn vàng làm kênh đầu tư khi mà khoản tiền tiết kiệm đáo hạn. Một số khách hàng thừa nhận mua theo tâm lý đám đông, thấy mọi người đổ xô mua vàng nên cũng mua theo. Theo ghi nhận, trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay, tại tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu đến khoảng 12 giờ trưa, ghi nhận tình trạng hết vàng nhẫn, vàng miếng các loại, nhân viên cửa hàng thông báo, cửa hàng hiện tại đang hết vàng nhẫn, vàng miếng bán ra. Khách muốn mua vàng cần đến trực tiếp hệ thống Bảo Tín Minh Châu sau 1 giờ 30 phút chiều vì cửa hàng bán theo số lượng thực tế. Cũng trong ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thông báo kết quả tổng hợp đấu thầu vàng miếng trong phiên sáng. Theo đó, tổng số thành viên trúng thầu là 9 thành viên, tổng khối lượng trúng thầu là 79 lô. Tương ứng 7.900 lượng vàng, giá trúng thầu cao nhất là 89,42 triệu đồng trên một lượng và giá trúng thầu thấp nhất cũng là 89,42 triệu đồng trên một lượng. Như vậy là tính từ ngày 19 tháng 4 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức được 8 phiên đấu thầu bán vàng miếng SJC với tổng khối lượng trúng thầu là 35.100 lượng vàng. Nhà điều hành dự kiến sẽ tiếp tục đấu thầu vàng miếng vào sáng ngày 23 tháng 5. Thời gian tới, trước tình hình biến động khó lường của giá vàng, nhà điều hành sẽ phối hợp cùng các cơ quan hữu quan tiếp tục triển khai các giải pháp tổng thể, toàn diện theo quy định và động thái điều hành, kiểm soát thị trường vàng với mục tiêu xử lý dứt điểm tình trạng chênh lệch ở mức cao giữa giá vàng miếng trong nước và thế giới. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng cũng như là vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác vẫn duy trì đà giảm so với giá đóng cửa ngày hôm qua. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các ngân hàng thương mại khép lại phiên giao dịch ngày hôm nay mua vào mức 25.233 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.463 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.650 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.740 đồng trên một đô la Mỹ. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 8.870.000, bán ra 9.070.000, giảm 300.000 đồng trên một lượng mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán.
Chênh lệch giữa chiều vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 8 triệu 870 nghìn, bán ra 9 triệu 070 nghìn. Cũng giảm 30 nghìn ở chiều mua vào và chiều bán ra, Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8 triệu 860 nghìn, bán ra 9 triệu 040 nghìn, giảm 40 nghìn ở chiều mua, giảm 10 nghìn ở chiều bán. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 8 triệu 840 nghìn, bán ra 9 triệu 040 nghìn. Giảm 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với Pinji Hồ Chí Minh, giảm 40.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với Pinji Hà Nội. Phú Quý SJC mua vào 8 triệu 860 nghìn, bán ra 9 triệu 040 nghìn, giảm 40.000 ở chiều mua, 10.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8 triệu 870 nghìn, bán ra 9 triệu 040 nghìn, giảm 40.000 ở chiều mua vào, 30.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 8 triệu 950 nghìn, bán ra 9 triệu 050 nghìn, tăng 30.000 ở chiều mua, 10.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8 triệu 840 nghìn, bán ra 9 triệu 040 nghìn. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 8 triệu 860 nghìn, bán ra 9 triệu 040 nghìn. Ngân hàng Vietinbank mua vào 8 triệu 850 nghìn, bán ra 9 triệu 050 nghìn. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh, thành phố khác. Hiện tại duy trì đà giảm 300.000 đồng trên một lượng cả chiều vào và chiều bán ra, hay là giảm 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 8 triệu 870 nghìn, bán ra 9 triệu 070 nghìn. STC Huế mua vào 8 triệu 870 nghìn, bán ra 9 triệu 070 nghìn. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8 triệu 870 nghìn, bán ra 9 triệu 070 nghìn. STC Bạc Liêu, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8 triệu 870 nghìn, bán ra 9 triệu 070 nghìn. Cuối cùng là giá niêm yết số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác đóng cửa phiên này cũng bằng một phiên giảm và đang được niêm yết như sau. Niêm yết số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7 triệu 555 nghìn, bán ra 7 triệu 725 nghìn. Niêm yết số 9 loại nửa chỉ mua vào 7 triệu 555 nghìn, bán ra 7 triệu 735 nghìn. Vàng 4 số 9 mua vào 7 triệu 545 nghìn, bán ra 7 triệu 645 nghìn. Vàng 24K mua vào 7 triệu 369,3 nghìn, bán ra 7 triệu 569,3 nghìn. Vàng 18K mua vào 5 triệu 499,3 nghìn, bán ra 5 triệu 749,3 nghìn. Vàng 14K mua vào 4 triệu 222,5 nghìn, bán ra 4 triệu 472,5 nghìn. Vàng 10K mua vào 2 triệu 953,3 nghìn, bán ra 3 triệu 203,3 nghìn. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 7 triệu 606 nghìn, bán ra 7 triệu 756 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.